Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Thế giới hoàn mỹ tập 124, Thạch Hạo đã bị mấy tên thiên kiều thượng giới nhắm tới. Sau khi tiện tay ngăn cản công kích của hắn, Thạch Hạo lập tức xông lên, định đập cho hắn ta một trận. Hắn ta vội vàng điều khiển mũi tên tấn công bất ngờ. Thạch Hạo giơ tay ngăn cản, sau đó lao tới sút một cước vào mặt, thân thể rơi xuống đất, hộc máu mồm. Từ Tiên Không và Chu Tước chứng kiến kết quả này cũng kinh ngạc. Thạch Hạo lên tiếng mỉa mai Trần Thành, người khác nể mặt tiền điện mà không tính toán với hắn. Hắn lại cho rằng đó là bản lĩnh của mình mà tỏ ra ngông cuồng. Hắn ta nghe vậy lập tức phản bác, đồng thời lấy ra món bí bảo là Thanh Đồng Chi Hoa. Trước đó tại hạ giới, Thạch Hạo đã bị lão gia của tiên điện dùng nó đánh vào đầu. Thạch Hạo đương nhiên không muốn nếm thử lần thứ hai. Thạch Hạo bộc phát lực lượng trực tiếp luyện hóa Thanh Đồng Chi Hoa. Hắn ta thấy vậy thì vô cùng bất ngờ, bởi vì chiêu thức của mình trước mặt Thạch Hạo không có bất cứ tác dụng nào. Thạch Hạo xông lên định tiễn hắn ta về đất mẹ. Chu Tước thấy vậy liền lao ra ngoài thi trên bảo thuật, phóng ra nhiều lồng vũ ngăn cản Thạch Hạo. Thạch Hạo chỉ bộc phát lực lượng liền đẩy lùi những chiếc lồng vũ, sau đó thì tung ra một đòn công kích thẳng mặt Trần Thành, tiễn hắn ta về đất mẹ. Không ngờ rằng hắn ta cũng có bùa thế mạng, cậu lập tức thu lấy. Chưa kịp để cho hai người còn lại kịp phản ứng thì cậu đã xuất hiện phía sau lưng và sử dụng bí pháp thăm dò. Hóa ra bọn họ đang tìm kiếm tiên chỉ. Tiên chỉ là chân huyết của Nguyên Thiên Chí Tôn niết bàn thất bại chảy xuống biến thành, cũng là con đường phải đi qua khi tới chỗ truyền thừa thực sự. Rất nhanh sau đó, Trần Thành cũng được truyền tống ra bên ngoài. Vừa xuất hiện liền bị vô số lời bàn tán, bọn họ không ngờ là người của tiên điện cũng bị chém. Tuy là nô bộc nhưng hành động này cũng là đánh mặt tiên điện rồi. Sau đó là tới lượt Từ Tiên Không và Chu Tước, bọn họ đồng dạng bị Thạch Hạo tiêu diệt. Điều này càng khiến cho các thế lực xung quanh bất ngờ. Thạch Hạo đi tới vòng ngoài tiên trì, trước mặt là một vùng hồ nước lớn. Có lớn, có nhỏ, chả biết tiên trì là cái nào cả. Thạch Hạo lấy ra trung đồng thăm dò, phát hiện phía dưới hồ nước có một con đường. Có lẽ đây là con đường thông tới tiên trì. Thạch Hạo lập tức nhảy xuống hồ nước, bơi dọc theo con đường một lúc thì ngửi được mùi thơm. Tìm tới nơi đang tỏa ra mùi thơm thì phát hiện mấy con vật giống như ngân long. Trên người nó tỏa ra mùi thơm đặc biệt nức mũi. Thạch Hạo nhanh chóng truy đuổi mấy con ngân long liền, nhưng ai ngờ Nguyệt Thiền đã mai phục phía trước. Nàng ta đi ra ngoài bắt giữ nó, bởi vì tầm nhìn dưới nước hạn chế nên cả hai đều không biết đối phương là ai. Bọn họ cho rằng đối phương đang cướp đoạt bảo dược của mình, nên nhanh chóng tung chiêu tấn công. Sau vài chiêu giao thủ thì hai người cũng nhận ra nhau. Cả hai đều cố gắng hút lấy ngân long liền. Tình thế cứ giằng co qua lại một lúc, sau đó lại chuyển sang đánh cận chiến. Do bất cẩn nên nam chính đã bị ăn một chuồng. Kim Long liền bị Nguyệt Thiền bắt được. Thạch Hạo không muốn bỏ cuộc nên lập tức xông lên tung một chuồng đẩy lui Nguyệt Thiền, đoạt lại bảo dược. Nguyệt Thiền xông lên định giành lại nhưng đã bị cậu ngăn cản. Sau khi ngăn cản cú sút của nàng ta thì Thạch Hạo lại cảm thấy mình đang đỡ một cục sắt, hóa ra là bảo thân hộ ý. Cậu lấy ra cái lò luyện đàn, định sử dụng nước sông Thiên Hà ăn mòn quần áo phòng hộ của nàng ta, nhưng Nguyệt Thiền đã tránh né được. Thạch Hạo tiếp tục truy đuổi, thành công cầm vào chân Nguyệt Thiền, sau đó giật được một kiện bảo mặc ở chân. Bộ giáp trên người Nguyệt Thiền có tên là Thiên Thiền Y, cậu lập tức mặc lên người. Nguyệt Thiền tức giận rút kiếm đòi lại bảo vật. Dưới sự công kích liên tục, Thạch Hạo lại nhẹ nhàng tránh né, sau đó chỉ cần sử dụng sức mạnh đồng thiền đã cản lại được đòn tấn công. Thủ đoạn này khiến cho Nguyệt Thiền liên tưởng tới Thạch Hạo. Không thể làm gì được nên nàng ta đành phải buông bỏ thanh kiếm, sau đó thi triển bí thuật. Một thân ảnh tí hon xuất hiện xông tới tấn công liên tục nhưng vẫn là không làm gì được nam chính. Đang chiến đấu kịch liệt thì ma nữ cùng những người khác đã xuất hiện căn ngang. Nguyệt Thiền lập tức sử dụng chiêu khắp lừa bò tay người. Nàng tiết lộ Thạch Hạo đã lấy được ngân long liền, nó là dược liệu chính để rèn luyện thần hòa đàn. Tất cả những người ở đây đều cần tới, thấy là cậu nhanh chóng bị nhắm tới. Cậu đáp trả lại hành động của Nguyệt Thiền bằng cách tiết lộ việc nàng ta lấy được một bộ Thiên Thiền Y, độ quý giá của Thiên Thiền Y có vẻ còn hơn ngân long liền. Thế là mọi người nhìn nhau đề phòng. Mà nữ là người đầu tiên tung chiêu tấn công Nguyệt Thiền nhằm cướp đoạt bảo vật, buộc cho Thạch Hạo và Nguyệt Thiền phải bỏ chạy. Vừa lên khỏi mặt nước, cậu đã sử dụng bộ cánh lao vút đi. Nguyệt Thiền thì bị ma nữ và hai tên thanh niên cầm chân lại. Thạch Hạo tưởng là sẽ thoát thân, nhưng vừa mới đi được một đoạn thì đã bị nhắm tới. Trên bầu trời xuất hiện một đạo lôi điện khổng lồ giáng xuống. Thạch Hạo tung chiêu ngăn cản. Tên thanh niên kia yêu cầu Thạch Hạo để ngân long lại. Nhưng Thạch Hạo lại không thích nghe lời, đâu phải chỉ mình hắn mới biết sử dụng lôi điện. Tên kia tự tin cho rằng lôi đạo của mình là đệ nhất thiên hạ. Hành động của Thạch Hạo chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Cả hai cùng nhau phóng xuất công kích tạo ra một vụ nổ. Tưởng rằng nam chính đã bị nổ tan xác nên hắn ta vui mừng cười sảng khoái. Đáng tiếc rằng Thạch Hạo vẫn toàn thây không chút say sước.
Giờ tới lượt cậu phản công, cậu sử dụng giai chu yếm bảo thuật, đập cho tên kia một trận no đòn. Cũng trong lúc này, tên trưởng lão cùng hỏa ma cùng nhờ trốn vào một vách đá thì cũng thành công thoát khỏi sự truy sát của gốc cây. Lần này chịu oan ức do Thạch Hào mang tới, cho nên lão cực kỳ phẫn nộ, thề nhất định phải chém cậu thành muôn mảnh. Nội dung tập phim đến đây là hết rồi, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nhé!